có những lúc phi vụ cùng với bạn bè, đầu vừa mới gội xong đội mũ bảo hiểm hơi vướng nên là không đội được. Ôi bạn ơi đừng nghĩ chuyện đó bình thường, bạn có biết rằng không đội mũ bảo hiểm là không văn minh, là không văn minh, là không văn minh. Cũng có những lúc ta thấy mùa thi cận kề mà mở sách vở ra sau học bài lại khó quá, sao mình chết nhờ một tí đấy. Thôi bạn ơi mình vốn bản tính thật thà nên bạn cứ dịch xa, quay có bài là không văn minh, là không văn minh. Chỉ như là Wonder Woman nhìn chồng kia ai dám đến gần. Này mấy đứa kia ý kiến gì đây? Chị ơi chị xinh như idol, à không còn xinh hơn idol. Nhưng mà chị ơi bắt đặt bạn là không văn minh, là không văn minh. Này mấy đứa ơi phim ra rồi, cho chỗ đẹp đi ra ta ngồi thưởng thức tập phim sau chuỗi ngày trông ngóng. Tuy xem ở đây không mất tiền nhưng mà quảng cáo cũng hơi phiền. Này này bạn ơi xem web lậu là không văn minh, là không văn minh.